chị em là thích mua nói em nó là có hộp luôn. Có một cái, chắc cái này em mua về cho ông bố chồng luôn. Ghiền. Rồi. Mai lên Đài Bắc là mai chứ đi làm sao lên. Đài Bắc ở đâu? Em lên Đài Bắc chỗ nào? Lập cấp anh. Lập tép ăn lẩu nữa, lập tem ăn lẩu nữa. Ờ. Rồi. Chế nào chia sẻ nói em. Chia sẻ nói em chứ ơi, chia sẻ nói em. Hôm nay em bốc thăm cho chế chơi mặt nạ vàng luôn á. Em chưa bao giờ bốc thăm mặt nạ vàng luôn. Đây. Còn nước hoa 500 khoai anh trai, nước hoa này chế nào nhận được nước hoa bên em rồi biết ha. Cái mùi dễ chịu, thơm thơm cực kỳ luôn. Chai này ở ngoài 1.700 nha mấy chế ha. Trời ơi. Cái mạng em yếu quá, lát mà nó bị đá ra lần nữa là em nghỉ luôn, nghỉ lại luôn. Này 1.700 nha mấy chứ ha. Cái chai này 1.700 em bán có 500 khoai. Rẻ lắm luôn, không có rẻ hơn nữa được. Thiệt á. Có cả luôn cái tai nghe nha mấy chứ ha. Trời hôm nay mệt con người, em giới thiệu cái gì em không biết giới thiệu cái gì. Chế nào muốn mua dài thì nói em, hôm nay dài có dài đâu nha, không có nhiều. Em đi chơi mấy ngày cho thoải mái trước khi trở lại. Được quá, đi chơi đi em cho nó vui. Nước hoa này thì em bán cũng 500 khoai hết em mấy chứ ha. Nước hoa em cũng bán 500 khoai hết. Chị em nào thích nước hoa thì nói em. Chị em nào thích nước hoa thì nói em, bán 500 khoai hết luôn á. Trời ơi, bán cho mấy chế mua luôn. Bán cho mấy chế mua luôn, em ngồi 5 khúc rồi. Đi chơi cho thoải mái em ơi, đi chơi cho thoải mái. Còn cái bình này là bán, cái bình này là công ty em nhập nha mấy chứ ha. Bình này là bình dày lắm luôn. Cái bình này 2 lít. Mùa đông mới chế giờ đường nước nóng là nó khỏi, không bao giờ có cái vụ hồn người luôn á. Nó vào quên cực tốt luôn, hàng công ty á. Ở ngoài mấy chế không mua được cái bình này với cái giá 450 đâu. Em nói thiệt luôn, không mua được với giá 450 đâu. Nó là bình inox luôn mấy chế nè. Một cái bình như vậy em bán 450 nha mấy chế ha. Nó 2 lít, nó 2 lít. Mùa hè mấy chế đổ nước lạnh vô là giữ được cả ngày luôn á. Nó bào quên ghê, nó giữ lạnh, nó bào quên giữ lắm luôn á. Còn mùa đông này thì nóng thì mấy chế nóng nước nóng rồi đổ vô. Nóng nước nóng đổ vô,